Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn cái mạch cảm biến chạm. Chỉ cần một nút chạm thôi và tắt mở trên cái dây đó. Ở đây. Không? Đó. Mạch này ứng dụng cho cái việc mà các bạn muốn sử dụng cảm ứng tắt mở một thiết bị nào đó. Rất là chuẩn luôn các bạn. Các bạn giữ luôn thì nó không sáng này. Rồi thả ra và giữ luôn nó không tắt chứ nó không có nhảy nha. Nó hiểu chính xác luôn là điều chúng ta muốn tắt hay mở. Ở đây nó có gồm hai cái mạch điện nha. Mạch này á là mạch tắt mở thiết bị bằng một nút nhấn. Còn đây á là mạch nó điều khiển. Thay vì nút nhấn ở đây thì dùng cái mạch này để đóng mở cái thiết bị ở đây thôi. Ở cái mạch này này. Các bạn nào muốn tìm hiểu á cái cách hoạt động nó như thế nào thì các bạn sẽ tìm trên clip của mình. Video là tắt mở bằng một nút nhấn, bật tắt đèn bằng một nút nhấn trong kênh bình nặng. Mình sẽ nói về cái mạch này và chia sẻ cái nguyên lý hoạt động nó luôn. Còn ở video này thì mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Rồi, sau đây là cái sơ đồ mạch điện nó này nha các bạn. Đây là sơ đồ cảm biến chạm tay tắt mở đèn. Các bạn chụp sơ đồ trước đi nhá. Đấy. Ở đây là mình dùng con relay 5 chân 12V, relay 8 chân 12V, có chân COM ở giữa, chân NC bên trong và chân NO bên ngoài. Hiện tại đây các cái con này là mình vẽ này á, theo kiểu là mình lật con relay lên nhé các bạn. Đây, mình vẽ cái chân này thì nó sẽ là giống kiểu cái này này. 5 chân thì các bạn để lên cái như thế này và các bạn hàn đúng theo cái dây này thì mạch nó sẽ chạy chắc chắn 100% luôn nhé các bạn. Rồi cái phần này thì mình đã nói rồi này ở cái video trước, còn hôm nay là mình sẽ nói video này thôi. Là ở đây mình dùng con IRF540N. Cái con này á thì các bạn phải lưu ý là mua con tốt nhé. Đây mình sẽ cho các bạn xem con IRF tốt là như thế nào. Đây có hai con IRF này. Đây là con tốt thì các bạn thấy thấy thêm cái mặt này nó rất là bóng. Và đây là cái hình nó màu đồng. Còn con này con lô. Các bạn thấy hai chất sắt nó khác nhau chưa? Này. Ở con này nó bằng nhôm hay gì đó, con này là bằng đồng. Thì con này nó khoảng 14.000 đến 15.000, còn con này có 7 8.000 thôi. Và cái in mờ, in chữ thế này nó còn mờ. Còn con này nó rõ hơn. 540N. Cái chân này nó mềm hơn và bẻ qua bẻ lại nhiều lần được, còn con này bẻ mấy lần nó gãy. Lật úp nó như thế này và con relay này thì để ngược ngược lại lên như thế này. Đó, rồi các bạn hàn theo đúng mạch điện. Ở đây mình dùng con điện trợ 100 kg này. Thì khi cái con này hoạt động á nó như thế này các bạn. Các bạn cấp điện âm vào cái chân này. Còn điện dương thì vô relay này nhé. Thì khi mà các bạn chạm vào cái chân này, chân số 1 thì nó sẽ kích cho cái chân này đóng qua bên đây và làm con relay đóng. Và khi mình thả ra thì nếu không có con điện trợ này thì nó vẫn giữ luôn cái con relay. Đó, cho nên mình phải gắn con điện trợ 100 kg này vào. Nối từ cái chân này về chân âm thì khi mình thả ra thì cái dòng điện từ cái chân này qua chân này nó bị dập bởi con điện trợ này. Do đó nó ngắt cái điện từ bên chân này qua đây và làm con relay nó tắt. Đó, thì khi relay tắt thì cái dây này điện dương 12V nhé, nối vô chân nguồn cộng nối chân COM này. Khi đóng lên thì nó sẽ đóng vào NO và làm thay nút nhấn này, nó nhấn tiếp điểm từ điểm B với điểm A với nhau. Đóng. Thì khi mình thả ra thì điểm này nó ngắt. Điểm này nó sẽ trở về NC và nó ngắt đi. Đó. À quên nữa, còn cái con tụ điện đây các bạn. Con tụ điện này có tác dụng á là nó ổn định cái dòng điện mà do con IRF này nó xuất ra. Thì tại vì khi mà mình chạm vào á thì điện sẽ tăng lên từ từ. Tăng lên từ thấp lên cao tới đạt đỉnh thì nó mới ngưng. Thì khi mà dòng điện đang đang ở thấp á thì con tụ này nó nạp vào. Khi mà ở đỉnh cao thì con tụ này nó xả ra nuôi điện. Còn nếu mà chúng ta không có con tụ này thì con relay nó dễ đánh nha, đánh qua đánh lại. Một một khoảng 1/1000 giây gì đó thì nó mới đóng về
đóng về dứt khoát điểm nở ô. Còn khi mà có con tụ điện này vào thì nó đã đóng là đóng dứt khoát luôn, chứ không có tình trạng nhảy. Nếu không có con này thì nó sẽ hiểu sai, làm cho cái mạch này nó nhảy 2 lần nó tắt. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký để theo dõi mình nhé, theo dõi video mới. Và sắp tới mình sẽ dùng cái mạch này này, ứng dụng cái mạch này để lắp trong cái nhà vệ sinh. Khi mình đi qua thì đèn nó đi vào nhà vệ sinh thì đèn nó sáng, còn đi ra thì đèn nó sẽ tắt. Nó hay hơn các cái cảm biến hồng ngoại này kia mà mình đã có nói. Và các bạn nhớ đón xem nhé, video tới mình sẽ chia sẻ cái đó. Còn riêng cái mạch này, các bạn cứ hàn đúng theo cái này thì nó sẽ chạy 100%. Ở đây mình dùng điện là 12V 2A. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.